Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay làm cái vlog mùng 1 của nhà mình nha các bạn. Đó. Thì mùng 1 nhà mình thì cũng đơn giản vậy thôi, như bao nhà khác thôi, không có gì cầu kỳ hết. Hôm nay thì được cái là bông các bạn, bông nhiều hơn. Năm rồi có hai chậu à, với cây mai. Năm nay thì một cây mai với lại 2 4 6 chậu bông, tổng cộng là 6 chậu bông. Đó. Giờ này bông mà nó nở ra là cũng đẹp rồi nha, cũng đều cũng đẹp rồi đó. Đó, bông quá trời bông luôn. Bông này hình như là mẹ của mình mua là đâu mình nghe là hình như là 80 ngàn một chậu đó các bạn, là mua hồi lúc mà chợ bông nó mới ra luôn á. Đó, là mua đợt đầu luôn nha các bạn. Đấy, bông nó mới đẹp như thế này, 80 ngàn một chậu. Không biết là mình có nghe lầm hay không, hôm trước mình nghe mẹ mình bảo là 80 ngàn một chậu. Một cặp là 160 ngàn. Ở trong này hình như là mẹ mình mua 4 chậu rồi, có 2 chậu người ta tặng nữa nha, là 6 chậu. Rồi. Đây, bông mai. Bông mai thì cây mai này thì mình nghĩ là mùng 3 nó sẽ nở nha, nở đều hết cây luôn. Còn hiện tại thì nó nở vài bông nè, mùng 1 nó nở được một hai bông thôi. Bông bông thôi các bạn. Đa số là còn nụ rất là nhiều. Đây, cành ở đây nữa. Bông mai này là bông mai 5 cánh nha các bạn. 5 cánh một tầng thôi, không có 2 3 tầng gì chứ. 5 cánh bình thường thôi. Rồi, cái mai này thì cái thân nó khá là cao nha, nên để dưới đất luôn vẫn ok. Ở đây mình có trang trí thêm một con trâu, 5 con trâu thì mình để con trâu đồ chơi nha các bạn. Đấy, con trâu đồ chơi để đây. Đấy, ngước mặt con trâu lên cho năm mới nó may mắn vậy thôi các bạn. Thì ra thì có treo bao lì xì với lại mấy cái lủng lẳng đồ cho vui nhà vui cửa vậy thôi. Đó, một dàn bông. Ở ngoài này mình có cây bông giấy nữa các bạn. Đây, cây bông giấy nhà mình. Đó, nó nở ngay mùng 1 Tết rất là đẹp luôn. Đó, bông ra rất là đẹp luôn nha. Bông giấy này thì có nó chỉ có một màu hồng thôi các bạn. Đó, bông giấy cây nhà mình có một màu thôi. Đó, cây này khá là cao nha, và bông giấy thì mình thấy ngoài chợ các bạn. Ta bán một cây như thế là nếu như mà cây này của mình á là ngoài chợ nó bán khoảng 5 6 triệu một cây đó các bạn. Đấy, rất là đắt luôn. Rồi đó giờ mình tưởng là cây bông giấy nó rẻ nữa các bạn. Đó, ra ngoài chợ hỏi thử thì một cây vậy là khoảng 5 6 triệu, còn những cây nào mà thân đẹp nữa nha là 6 7 triệu trở lên. Đó, cây to như vậy nha các bạn, còn những cây nhỏ nhỏ thì 5 600 7 800 đó là chuyện bình thường. Đấy, bông giấy bây giờ nó có giá lắm nha các bạn. Đó, ở nhà mình có một cây. Ở dưới này thì mấy cái chuồng bình nước nè, mình vệ sinh cho mấy con chuột của sao, vệ sinh hôm qua rồi. Đấy, cho nó sạch sẽ mùng 1 Tết cho nó may mắn năm mới nha các bạn. Rồi, chuồng của mấy con chuột. Rồi, mấy con chuột thì mình để sau vệ sinh sạch sẽ hết. Rồi, ok. Thì nói chung đơn giản vậy thôi. Nhà mình ăn Tết cũng rất là đơn giản, nấu có vịt rồi khổ qua. Ấy, ở ngoài miền Bắc á, thì mình thấy các bạn có bánh chưng đó phải không? Ở trong Nam mình thì không có ăn bánh chưng, ăn bánh tét thôi à. Đó. Ở chỗ này thì mình để thùng nè, đấy để thùng, để đây một mớ rồi mình để trên kho nhiều lắm. Nói chung là ở nhà mình là thùng giấy rất là nhiều. Để dành mùng 6 sẽ gói hàng lại gửi cho các bạn ở xa bình thường nha. Trong này thì có cái cục mút nè, mút mình cũng mới lấy về rất là nhiều, mình để trên kho á. Đây mình để ít ít thôi, tại vì để trên nhà cũng đi nhiều rồi các bạn. Rồi, bông đồ các thứ các kiểu ha. Thì không biết mấy sáng giờ các bạn được lì xì làm ăn rồi có khấm khá không nhỉ? À, năm nay không biết là có làm ăn phát triển hơn năm rồi không các bạn. Chứ sáng giờ thì nói chung mình làm ăn cũng được các bạn. Thu nhập cũng ổn nha. Đây, sáng giờ mình gọi là làm ăn được như đây nha. Đấy, hai bao. À, thì nói chung mới là lớn rồi các bạn. Cũng mà không có nhiều người lì xì như là hồi nhỏ nữa. Hồi nhỏ nha là mình lì xì một lần á là hình như là mấy triệu luôn á, là mẹ mình giữ tiền đó và đi mua vàng hoặc là mua tập sách. Và năm nay càng lớn thì người ta sẽ ít lì xì lại nha các bạn. Những bạn nhỏ nhỏ thì mình nghĩ là sẽ được lì xì rất là nhiều. Hồi đó mình được lì xì rất là nhiều luôn, ở khoảng rồi là 5 6 tuổi rồi trở lên á, lì xì rất là nhiều. Và tới mười mấy tuổi trở lên thì người ta lì xì ít lại. Nói chung là lớn rồi đâu có ai lì xì nhiều nữa đúng không các bạn? Chung là lì xì lấy hên rồi thôi. Rồi các bạn sáng giờ làm ăn được bao nhiêu thì inbox phía dưới cho mình nha. Đấy, cho các bạn khác vô bình luận rồi vui vui ngày mới năm mới nha các bạn. Rồi và ngày mai thì mình có một đơn
gửi hàng nữa. Nếu như các bạn muốn xem á, thì mình sẽ quay hành trình, quay gửi hàng vào mùng 2 Tết cho các bạn xem nha. Video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Năm mới thì quay sơ sơ vậy cho các bạn biết cái nhà mình ăn Tết như thế nào thôi. Ở nhà các bạn ăn Tết như thế nào, các bạn có thể bình luận ở phía dưới để mà chung vui của mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một năm mới thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc bên người thân và gia đình nha.